Anh không thích mặt trời. Anh cũng chẳng thích ánh trăng. Thậm chí anh ghét luôn cả ánh đèn. Những thứ mang đến ánh sáng đó. Anh thích ánh tối vì anh sẽ không thấy gì cả. Chỉ có rap mà thôi. Unit production. Một thế giới không có em là một thế giới, chỉ có đêm. Một thế giới mà anh phải sống trong làn khói thuốc vị đắng thêm. Anh cứ nghĩ mình sẽ ngưng viết những điều như thế, trao về ai chẳng như mong đợi. Và anh lại viết những điều ấp ủ và ngày càng dài. Đôi khi không thể phủ nhận, anh đã chết trong từng câu từ, qua từng âm thanh, có lẽ sẽ sống trong những tiếng động của dòng tâm tư. Anh cười nhưng vẫn không vui là sao, lười phải viết như thế mà sao. Vẫn vì một người anh biết làm đâu nhưng vẫn âm thầm theo dõi là sao. Đừng bắt anh phải yêu em cũng như là cách mà em mong muốn. Xin đừng ép anh phải như thế vì đâu có chắc em sẽ không buồn. Nơi cội nguồn của một cuộc sống chẳng phải là tình yêu hay sao. Chẳng phải tình yêu là phải gắn kết từ việc phải cảm thông cho nhau. Anh mệt vì lời anh viết không hay, mệt vì không nói hết trong đây, mỏi vì tung đôi cánh không bay, và mỏi vì mòn con đường không may. Đây đâu phải đó con đường thiếu may, đâu phải gió em chính là cây, đâu phải cỏ cuộc tình không dây. Sao lại bỏ hờn anh về chẳng có ánh đèn, chẳng ánh sáng chẳng ánh bình minh. Chỉ ánh tối lê lối con hẻm và trong căn phòng một góc lặng thinh. Vì khi ánh sáng cuối cùng đã tắt là khi chiếc phone anh không còn dùng. Khi cảm tính không còn nhắc nhở nhưng tin nhắn đến sẽ không còn rung. Hãy chìm giấc ngủ thật say nha em, mơ những thứ thật hay nha em. Mai thức giấc lại vui nha em, vì chẳng còn ai có thể la em. Chẳng còn ai sẽ làm phiền em và chẳng còn ai sẽ làm em khóc. Chẳng còn ai sẽ làm em vui và chẳng ai làm cho em trách móc đâu. Em là vậy, vẫn là đứa trẻ trong từng suy nghĩ. Còn anh vẫn là anh, vẫn im lặng trong từng khoảnh khắc tự kỷ. Không chỉ là nhạc thôi đâu mà thứ anh viết là khắc hình ảnh, khắc tâm trạng và khắc ký ức trên một tấm bia mang tên âm thanh. Em mà em nghe thấy không, rằng bao nhiêu năm anh vẫn sẽ gọi tên của ai vẫn là dư âm, cho dù tất cả về nhau kẻ đôi. Và chỉ cần nói một chiếc headphone vào chiếc máy anh vẫn hay ngồi để bật một file đã cũ, âm thanh về em lại hiện lên trong ánh tối. Anh không phải một người tốt, nhìn cách sống chỉ là thằng tốt, nhìn cách sống chỉ là thằng tồi. Anh không quan tâm mọi người xung quanh bởi ánh mắt này chỉ giỏi em thôi. Ngược lại với anh là em là cô gái tối trước lương thiện, em ban và phát tình yêu cho tất cả mọi người thì đó là chuyện đương nhiên. Anh chỉ là một trong số, và trong số những người em qua mỗi ngày anh nhận câu đố là câu đố em đã làm gì đêm qua. Duyên đã không định thực sự anh kiên, nhưng vô định vẫn luôn quả quyết, nhưng không định về sự làm phiền trong vô định này. Còn đường anh về chẳng có ánh đèn, chẳng ánh sáng chẳng ánh bình minh. Chỉ ánh tối lê lối con hẻm và trong căn phòng một góc lặng thinh. Vì khi ánh sáng cuối cùng đã tắt là khi chiếc phone anh không còn dùng. Khi cảm tính không còn nhắc nhở nhưng tin nhắn đến sẽ không còn rung. Hãy chìm giấc ngủ thật say nha em, mơ những thứ thật hay nha em. Mai thức giấc lại vui nha em, vì chẳng còn ai có thể la em. Chẳng còn ai sẽ làm phiền em và chẳng còn ai sẽ làm em khóc. Chẳng còn ai sẽ làm em vui và chẳng ai làm cho em trách móc đâu. Unit production.